Lễ hội áo dài, lụa mềm đón nắng là chủ đề đặc sắc trong hành trình chủ nhật tình nguyện số 193 do dự án tình nguyện một bức tranh nhiều hy vọng tổ chức vào trung tuần tháng 3 này nhằm hưởng ứng tuần lễ áo dài, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống. Qua đó tạo môi trường điều trị tâm lý tích cực cho người bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, mang đến yêu thương, hạnh phúc và gieo hy vọng cho các bệnh nhân ung thư vượt qua nỗi đau bệnh tật. Chị Phan Thị Kim Liên từng là công nhân tại khu công nghiệp ở Quảng Nam. Kể từ khi phát hiện bệnh, chị đã đến điều trị dài ngày tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Cũng như nhiều phụ nữ khác ở đây, các chị luôn cảm thấy tủi thân, nhớ gia đình mình, nhất là những ngày tháng 3 này. Thấu hiểu được những thiệt thòi của các bệnh nhân nữ, nhiều tổ chức cá nhân đã hưởng ứng cùng lan tỏa nhiều hoạt động thiện nguyện của dự án Một bức tranh nhiều hy vọng, như vận động quyên góp áo dài tặng cho bệnh nhân nữ để tham gia lễ hội áo dài được tổ chức ngay tại bệnh viện. Điều này khiến người bệnh rất cảm kích và hạnh phúc. Tôi thấy mặc dù là ra đây là cũng rất là lo lắng, nhưng mà nhờ sự động viên của các cái tổ chức thì tôi thấy là mình cần phải cố gắng hơn nữa. Và tôi mong muốn là không chỉ là tổ chức của chị đến đây tặng áo dài cho chị em, mà còn nhiều người sẽ đến đây ủng hộ quan tâm bệnh nhân ở đây nữa. Các mạnh thường quân và nhà hảo tâm đã tài trợ chương trình tà áo dài hôm nay, là tôi rất là phấn khởi và rất là cảm ơn chân thành. Chị em chúng tôi cũng xuất phát từ tự đáy lòng của mình, là tấm lòng từ bi, thì cũng muốn chia sẻ với bệnh nhân trong bệnh viện Ung bướu để có một niềm vui và động lực để người ta để vượt qua những nỗi đau về bệnh tật. Cho nên chị em chúng tôi là nhân dịp cái ngày cái tuần lễ là hành động vì áo dài, để khuyên góp các chị em trong tổ, những hội viên của chi hội phụ nữ của tổ mình, để những chiếc áo dài để tặng cho bệnh nhân, là đem đến một cái động lực, là niềm vui cho bệnh nhân, là vơi đi những cái nỗi buồn. Tại chương trình, hơn 300 bệnh nhân nữ đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã được các tình nguyện viên hỗ trợ trang điểm, tập dượt để các cô, các chị tự tin tham gia trình diễn áo dài truyền thống, giao lưu văn nghệ. Các bệnh nhân còn được tặng quà và cùng gieo ước mơ thông qua hoạt động phóng máy bay giấy, với tràn ngập niềm lạc quan, hy vọng về những điều tốt đẹp ở phía trước. Khi tham gia cuộc quà về này là tôi rất cảm động và rất là vui. Và tôi ước ao là sẽ các bệnh nhân sẽ được mau chóng bệnh phát đặc tiêu trừ. Những cái chương trình mà chúng tôi thực hiện ở thời điểm hiện tại á, thì chúng tôi thiên về hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân, những công tác tiếp thêm năng lượng cho bệnh nhân để bệnh nhân chiến đấu với bệnh tật. Thì vào tháng 4 này, tôi sẽ có chương trình lễ hội áo dài dành cho bệnh nhân ở Bệnh viện Trung ương Huế. Được biết, dự án tình nguyện Một bức tranh nhiều hy vọng kêu gọi hơn 1.000 bộ áo dài từ các tổ chức, nhà hảo tâm, sau đó đem đến từng phòng bệnh và tặng cho các bệnh nhân nữ tại các bệnh viện. Đây không chỉ là sự kiện tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài ở mọi hoàn cảnh, mà còn giúp các bệnh nhân có thêm niềm vui và động lực để chiến thắng bệnh tật.